sân bóng, xong cho thuê đá bóng. Đá bóng ai nhiều nữa, phải đầu tư nhiều. Nhưng mà xin lỗi, cái sân bóng, mấy cái sân bóng to tướng của kia cũng có ai thuê đâu. Trường này đây chứ, trường này đây. Yeah. Quan trọng là bây giờ cái mà làm những cái sân bóng, sân tennis nên nó rẻ tiền lắm. Trần Tuấn Mạng.